Nhưng mà đến thời tận thế, cuối cùng của cái sổ số, số thì phải sổ. Cuối cùng của hạ hạ quân phải đổi qua thời thượng quân thì thiên tử được lộ cơ, mà nó lại là khác hơn, khác thường. Cơ trời cũng được lộ này nọ, không, họ nói đủ lý do hết. Rồi họ nói mình ảo, họ nói thiên tấn kiệt này ảo, thiên tấn kiệt này cái gì gì đó, đủ thứ hết, đủ thứ sỉ nhục thậm tệ. Cái mình mới ngồi ngược lại, tôi biết tôi là ai. Còn tất cả những người ngoài kia mà không hiểu thì cứ gán ghi nhận mà nghe, chứ đừng có phát biểu linh tinh rồi lúc đó sau này hối hận không kịp. Ai ảo ai thật thì từ từ sẽ hiểu. Mình từ bi mình xuống đây mình nói trước để mà cho có cơ hội để mà thay đổi. Đến khi mà chuyện đâu đã rõ ràng rồi đó, muộn hết rồi. Sao con quay gần quá nha, để đến đó con quay, con quay đây này, ok. Quay có cảnh không có? Dạ có. hả? Dạ có, Con quay gần quá nha. nay nhìn qua đẹp hơn. Ok, nhưng mà quay gần quá. Lại đó con ngồi quay đi. Cái hình ảnh của sư phụ đó dần dần là lộ ra bằng nhiều cách lắm. Ví dụ như những người mà họ đã bắt đầu tin rồi thì họ quay hướng đông bắc, thì tự nhiên cái chim báo họ thấy sư phụ về cứu họ, khi cần họ gọi lên thì có sư phụ xuất hiện liền. Thì những cái đó nó đồn ra từ từ từ, giờ tôi thấy nó như là cái làn gió vậy, nó mang Ờ, nhưng theo. cái đó đó là những người hiểu về tâm linh, thì khi mà họ thấy cái đó thì gia đình họ nói họ là mê tín. Cái sàng lọc nó rất là cực kỳ, rất là khó. Bởi vì trong gia đình có một người hiểu về tâm linh thì một người đó được độ, còn chín người không có hiểu về tâm linh, chín người nói ra ngày nào cũng nói riết, cái giống như nguyên đống cua vậy, trong cái nồi á, cái con nào mà thoát ra được á mấy con kia nó kéo xuống hết. Cho nên họ thiên chúng ta đã theo sư phụ bao nhiêu năm á, từ từ cũng có sẽ đứa cũng bị cua kéo xuống nữa. Cái điều đó công nhận có, nhưng mà cái đa số trong tôn giáo và họ kính thưa sư phụ là họ có cái niềm tin về về tâm linh rồi, cho nên họ nghe hào đồn cái họ suy ra. Cái thứ nhất là sư phụ phải nhắc nhiều về đức thầy, thứ hai là chính cái hình ảnh thầy Ủa, nó nhắc nhở thầy, nó mình mượn đức thầy để mà nổi danh tào lao. Bây giờ đức thầy không xuất hiện, cơ trời mà không đi đúng, không biết kiệt này trốn đâu à, cùng đất đúng đúng 100% đó. Vậy là Phật đúng không? Bây giờ giống như mình triệu phú, mình mặt mũi mà như vậy, chuyện sao thiệt là mình nói thiệt, nhưng mà bên ngoài người ta vẫn vẫn không tin. Thì cái chuyện đó đó mới gọi là 10 chết 7 cùng 3. Quan trọng là bây giờ nè, Hùi không có lo mấy cái người mà vô minh đó, năm cái loại khó độ đó mình không có lo, mà cái loại mấy đứa con họ thiên á cũng có nữa. Có đứa đó về nhà bị chín người vô minh trong gia đình á, ngày nào cũng nói xiên nói xỏ, rồi cái cộng lại á, lúc mà mong ngày nào cũng khấn gặp Minh Vương, gặp Bồ Tát, gặp Phật sống, gặp con của ông trời này nọ, đến lúc gặp rồi cái thấy con ông trời cũng bình thường quá, cái ngã có lên nữa. À, cái đó cũng là một chuyện nữa, thì Cái đó lỗi là của cái ai? hội. Dạ có, cái đó có. À, tại cao đồ lớn tuổi rồi, cao đồ nhất định là mà gặp Minh Vương rồi phải về trời, thì cao đồ không có. Nên mấy đứa nhỏ nhỏ ha, nó tu chưa tới, tại vì chưa tu chưa tới là từ từ gần Minh Vương giết không ngã nó lên nữa thì cũng bị nữa, cho nên nó đủ dạng để mà thử thách. Vì cái nghiệp của họ nó kéo họ, tại vì họ không có chính kiến, với họ không có tu tâm thì họ phải chịu thôi. Còn những người còn lại cái nòng cốt thì họ vẫn tuyệt đối. Rồi cái chưa tính nữa nha, chưa tính quỷ ma ngoài kia, sư quốc danh cái họ ra gặp mấy ông đó nữa là rồi xong.
kéo màng. Một con cua bị kéo vô nồi. Dĩ nhiên phải có sự rơi rớt, nhưng mà cái người có tâm đạo thì họ tin tưởng tuyệt đối thì họ sẽ được gần thánh thiện, hoặc gần gần trời, gần cha, gần mẹ. Cái số ra trời đạo thì nó nhiều lắm, vì mình tin vững chắc trong. Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm. Ủa, đó Phật có dạy cái này hả? À. Trong kinh nào dạy này vậy? Không có. Ở kinh Phật có không? Không có. Coi lại coi Tam Đại Tạng Kinh chắc có. Chứ giờ tăng ni không? Mà sao ca Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm? Tại vì cái nó theo cái việc khác. Không. Để mình ca theo à. Hãy gán thuộc lòng bản này. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Hay là Phật thôi. Đến nay à, bữa nay ngồi không biết cái này. Đây đây, tự nhiên cái ông Đức Giáo Hoàng ông lấy cái khăn cài vàng ba dọc đỏ ông quấn nữa. Thêm nhiều chuyện lạ. Có nhiều người bữa nay lên comment hỏi sư phụ, ủa sao cái miệng của ngài nói gì chúng đó, cờ vàng cờ đỏ ai nở bỏ vàng, ba sọc ngang hàng lại treo khắp nước, hết cái đồng tiền ở Úc rồi bữa nay Đức Giáo Hoàng lấy cái khăn cài vàng ba dọc đỏ quấn nữa. Cái chuyện đó chuyện thiên cơ đó rằng không biết có thiên cơ không, mình đâu biết. Mình chỉ là người truyền tin thôi, chứ còn chuyện đó là phải hỏi Thái Thượng Lão Quân, ổng cầm sổ với cha với Phật mới biết chuyện đó. Còn mình là ở trên trời, mình là thái tử nhỏ xíu à, mình đâu có biết. Mình chỉ có bổn phận truyền tin nha. Nhìn chuyện lạ vậy đó. Làm cho mở bài Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Bài đó hay nghe. Vậy mấy cái họ thiên phải gắng học thuộc lòng bài đó. Nhưng mà sao ngộ ta, ở trong chùa thiếu một bài ca, ông ca đi ca bài đó. Cũng do quyền lực, do không thôi, thôi này không phải là bình luận, ngon phải ngồi nói chuyện nha. Này vô mạng nghe cao độ. Bài đó cũng hay đó, ca cũng nhịp nhàng không. Cả mấy trăm tăng ni mà vỗ tay Việt Nam Hồ Chí. Hàng chi nếu không, rồi cả trăm triệu mấy đứa nít với dân Việt Nam hôm nay đâu có biết nhân lễ nghĩa chứ, là cũng nhờ Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm, cũng nhờ có nhiêu đó thôi. Mà trăm triệu dân bây giờ đó, đi thụt lùi lại thành đồ đồng, đồ đá. Mình chỉ chuộng cái thiện, chứ mình không có chính trị, không có theo cái ác, theo cái thiện thôi. Ở trên trời á, nó có Atula, nó có thiện thần, ác thần. Xuống thế gian có cộng sản quốc gia. Rồi những cái người mà con cháu của ma quỷ là Atula đó, nó xuống đầu thai lại. Xuống đầu thai lại như vậy. Rồi mình con cháu của Phật thì mình cũng đầu thai như vậy. Thì xuống đây nói vòng vòng cũng mà tránh với tà. Tại trong cái hình bát quái nó chỉ có nửa màu đen, nửa màu trắng. Thì mình thuộc về bên màu trắng thì mình cứ ấy, chứ đâu phải chính trị. Còn chỉ có hai bên khác nhau, thì là một bên á thì có những chuyện không bao giờ là dám làm là vì sợ nhân quả. Còn một bên là chuyện gì cũng dám làm, không cần phải suy nghĩ, miễn đạt được mục đích. Hai bên khác nhau cho đó. Bởi vì có một lần nói chuyện với một cái vị rất là lớn trên trời. Mấy vị kể chuyện ở trên đó Atula với mình đánh nhau như thế nào. Cái vị đó mới kể là ở trển á, mỗi lần mà ra trận á, Atula á nó chỉ có giết thôi, nó không cần phải suy nghĩ. Còn bên của thiên đình á, là của cha đó, với thiên tướng là của cha đó, mà bắt được mấy thằng Atula đó, mà trước khi mà
mà giết nó đó, phải hỏi nó, hey, mày có quay đầu không, mày có hiền lại không, mày có tu không, cứ nghe là cho nó cơ hội để hỏi. Còn thằng kia là nó cứ nó chém thôi, cái mình mới biết, ủa trên đó không có thân người, thân tứ đại này không có cái thân người làm sao chết, cái mấy gì nó chết thiệt, cái chân thần của mình á là cũng có chết à. Rồi cái lúc đó sư phụ mới hỏi gì chứ những cái người thiên tướng mà bị Atola nó chém chết ở trận á, rồi những cái gì đó đi về đâu, cái nó mấy gì đó cũng giống như thế gian của mình á, cũng được cha thăng tiến rồi cho một cái thân khác, rồi cái ở một cái tầng trời khác, rồi hoặc sinh hoạt tiếp. Cái thân người, cái chân thần của mình có chết, nhưng mà cái tánh linh của Thượng Đế cho không bất tử, cái hồn bất tử. Cái thân này là cái thân của trái đất, ở cõi đó nó có cái thân của cõi đó, cõi cao hơn nữa nó có cái thân cõi cao hơn. Mỗi tầng trời cái thân người của chư thiên á nhìn khác nhau, cũng giống như người thành tinh vậy, có người thì lùn 4-5 feet, có người 10 feet, có người cao hơn nữa, có người hình con thằng lằn đại khái. Đó là mỗi một tầng trời cái chân tướng khác nhau, cũng giống như mình sống chung với mấy loài thú, thì có con hai chân, có con có cánh, có con bốn chân, có con bò, thì trên kia cũng vậy, thì mình cũng đang sống với họ nè, họ cũng có thần hồn, mấy con thú nó cũng có thần hồn, là một cái thế giới của nó. Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam Hồ Chí Minh muôn năm. Bản này tên gì nãy giờ lâu quá không có nghe, bữa nay nghe lại cũng hay á. Bữa nào mình lên mình làm cái clip mình cả hết mấy bài của hồi nhỏ học á, nằm mơ vào cái hồ là cũng nhớ rồi nè. Sóc bơm bò không, tiếng chài cua hợp thùng gánh lửa, sóc bơm bò không, gánh lửa, quên bản đó. Có bài gì nữa ta, Trường Sơn Đông là nhất, Trường Sơn Tây vậy đó. Ồ, nhiều lắm mà sao giờ không ai ca mấy bài đó, giữ niềm tin nữa. Không thì mình phải ca lại để cho 100 triệu dân nhớ lại mấy bài đó. Trường Sơn Đông là nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Đông anh đi bên ấy cái gì gòi đó. Này tối mặt quá sao rồi. Tối mặt hả? Dạ. Sáng không? Dạ, better. Này cái clip nó nghe chiều ở Thiên Long Sơn cảnh thanh tịnh đó, thấy cái mặt hồ, quay cái mặt hồ đây. Giờ làm clip mà trời nhiều lúc cũng ok. Cái này 10 năm lúc mới mua núi này, cái ngồi thiền nhìn thấy ở dưới này có một cái chợ, toàn là nhà người ta ở trong này không, cái mình mới nói không lẽ sau này người ta đi xe lấy cái sân gôn này người ta xây nhà sao. Cái đầu tối ngày cứ khấn, tại vì mình có cái cảnh này là không thể trả tiền mà người ta làm cỏ để mà cho nó đẹp kiểu này á, mỗi tháng là 50.000 á mình mới có cái view quá không. Còn mà không có cái sân gôn á, nó cái núi Thiên Long Sơn nó xấu, nó thành cái màu vàng là cỏ đồ hồ đồ, lúc đó bèo đồ mở tùm lum nữa. Nên giữ thiên nhiên đẹp, đừng có xây nhà, đừng có đem người vô. Cái Thiên Long Sơn cách chỗ Việt Mia Thao khoảng 20 phút lái xe, còn cách chợ Búa ở Việt Nam khoảng 5 phút, cách thành phố San Francisco khoảng 45 phút lái xe, cách thành cách Phước Lộc Thọ khoảng nhiêu ta, 6 tiếng lái xe, 5 tiếng rưỡi lái xe, cách Houston Thiên Long Giang bay máy bay 3 tiếng rưỡi lên ngồi máy bay ngủ một giấc tới Thiên Long Giang.
Cho nên lúc đi Houston lẹ hơn đi đi miền Nam Cali, Phước Lộc Thọ. Ra phi trường cái ngồi cái là tới tới Houston. Đây lên Seattle khoảng 1 tiếng đồng hồ máy bay. Vancouver cũng cỡ 1 tiếng. Đây về New York mấy tiếng ta? 5 tiếng hả? 5 tiếng. À, đây qua New York khoảng 5 tiếng. Đây qua Washington DC cũng cỡ đó, 5 tiếng máy bay. Ok rồi, quay vòng vòng cho khe. Clip này quay chơi chơi nãy giờ cũng 1 tiếng mấy rồi. Đây là thị cung Thánh Mẫu, rồi nhà con của Long Dương quốc thờ. Cho nên ở trước hãy có một chút nước, ai mà thờ dưới Long Cung đó, ở đều phải có cái nước. Tại cho bình tôm tướng cá họ không có đủ lực đó, họ nương theo cái nước để họ lên. Đây là Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Chiều không có gió. Quay phim chút. Hai ông lần này là bên đây là thiên nữ lần của thiên đình xuống có điện rồi. Này thiên nam lân ở trên, thiên lân ở trên trời. Nam bộ này có Tý Sửu Dần Mèo Thành Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Đây, đây, đây là rồng ha. Đây rồng rồng. Tý Sửu. Sửu là con trâu, con trâu là đây. Đây là con trâu nè. Nhiều lắm, nhìn nhìn hồi ra đúng 12 con giáp. Trong cái hồng ông bộ này. Sao lưng nữa chứ trời. Thì mấy con nữa, con chuột nó cho con chuột nằm dưới này, con mèo ha, con gì bên đó nữa. Này là 12 con giáp toàn đồng bộ thân là này. Này còn lăng dê là đây. Đây là lăng dê, đây lăng rồng.
Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm. Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm. Cái hoa này bữa chiều héo. Này mới dạ là Hán. Nghe đây đây năm 2017, ngày 16 tháng 3 2017, Đạo Thiên Tâm ra đời ngay đây, ngay nơi này. Tất cả các gì đây đều có điển hết. Đây là những gì mà đang lo cho hội Long Hoa thời kỳ cuối Hào Quân. Đa số đều có tượng này hết. Chúng ta sâu ai làm rồi. Hồi xưa không có tượng của ngài Minh Đăng Quang. Sau này cái ông gì ông cầm lên, ông nào ông cũng là người giúp hội Long Hoa. Sao không có hình ổng ở trong này, nên giờ cũng bỏ vô. Cái này Đức Huỳnh Phú Sổ, con này Đức Phật Thầy Tây An, con này Thầy Công Thánh Mẫu, con này Thầy Tị Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cái này ngài Đại Thần Nguyễn Công Trực, này ngài Lê Văn Diệt, tất cả những gì đang lo nước việc, cái này ngài Nguyễn Thái Học, cái này Trần Quang Khải, sư phụ Thượng Tây Công, ngài Địa Tạng hoặc là Địa Đà, cái này sư phụ Hòa Thượng Tuyên Hóa, cái này ông Thánh Peter ở đó thường về nói chuyện để mà lo cho anh nói ngài là Hiển Linh Thánh Peter. Ông này là Quan Đế Công vua nước Tào, ngài đây là ngài Trần Đạo vua nước Việt,
Nhà này là George Washington, vua nước Mỹ. Chỗ này là thập bát la hán, ông tiên lôi. Cái này là năm mẹ ngũ hành, mẹ châu Âu, mẹ châu Úc, châu Mỹ, châu Thái Bình Dương, châu Á. Mẹ tổ sư Bồ Đề Đạt Ma. Đây, nơi này rất là linh thiêng. Này bị trượt bị gì lên đây là được giải hết. Này gọi là tọa lộc la hán, lộc là chắc là con này à, con lộc gọi là tọa lộc la hán. Cái này trầm tư la hán. Cái này ông này, ông la hán này ông cười, ông gọi là tiếu sự la hán. Đây tên mấy ông la hán, tiếu sự la hán. Còn này là ông này ông quẩy cái đồ á, đi ngoài đường á gọi là quá giang la hán. La hán mà có điều là quá giang la hán nè ha. Cái gì nè, đây là quá giang la hán. Còn này là thâm thủ la hán. Thâm thủ là hán. Còn gì này là khánh môn là hán. Gì này là khánh môn là hán. Còn gì này là khoái nhĩ la hán, tức là ông nghe phải không, khoái nhĩ la hán. Khoái nhĩ la hán. Vì đây tên là Trường Na La Hán.